Trong cái cuộc đời này chúng ta dụ ai dễ nhất quý vị biết không? Dụ cha mẹ là dễ nhất. Bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu như quý vị chỉ cần ngọt chút là họ đưa hết trơn à. Rồi bị chở mặt với họ cũng được nè. Mà chở mặt xong rồi thì quý vị dụ lại cũng được nè. Chính mấy bà già ông dụ nó thấy rõ ràng luôn. Con cái chưa vô thăm khi cũng bực bội. Vậy mà nó vô cái là tò tò theo nó vậy đó. Bò bò theo nó. Cứ hỏi ăn cái chưa, ăn chưa, rồi lấy ghế cho nó ngồi, tò tò theo vậy đó. Nên á, nhiều người làm con á, dựa vào tình thương của cha mẹ mà dụ cha mẹ, tội lắm á. Đi phản ngược lại á. Thấy cha mẹ thương quá, cái nó lại nó ngọt. Có khi nhiều đứa con ngã vô lòng. Nó lỡ, nó hung mẹ, cái nó xin. Nó ngọt ngọt, nó này kia, cái nó xin. Nó xin. Rồi xong có rồi, nó chạy đi liền. Có khi nó xin tiền bạc cha mẹ mà nó đi đãi bạn bè. Đi ra lăng với bạn bè. Khi cha mẹ không dám ăn mà nó lại năn nỉ xin tiền của cha mẹ, dụ cha mẹ mà lấy tiền cho bạn bè ăn. Có không? Có nghe quý vị. Dẫn đâu? Ví dụ như mấy đứa bé ở chùa mình nó nghe rồi, nó biết rồi, nó không có làm gì. Nhà mình nghèo biết thân phận các con. Nghèo cho sạch rấp cho thơm, nghèo biết thân phận. Chứ đừng có nhà nghèo mà nhìn thấy nhà kế bên người ta đi học á, cha mẹ người ta mới mua cho người ta một chiếc xe xịn. Về nói mẹ, mẹ, ba, ba, con mén kế bên. Nhà của nó mới, mẹ, ba mẹ nó mới mua cho chiếc xe con ham còn hơn cái gì. Ba mẹ mà mua cho con chiếc xe này con mừng dữ lắm. Mình làm đó là áp lực cho cha mẹ mình. Nhà mình nghèo, nhà ta giàu khác. Ví dụ như cha mẹ mình nói thôi bây giờ gán làm để kiếm tiền mua cho con én chiếc xe. Mình nói thôi mẹ ba ơi, nhà mình nghèo thôi, con đi xe đạp được rồi. Ba mẹ cực chứ lắm rồi, con đi chiếc xe này con không có thích gì đâu. Nhà mình con biết thân phận, con mà các con mà nói vậy đó nghe, đứa bé này sau này thành đạt là chắc chắn luôn. Chắc chắn là thành đạt vì cái phước này lớn quá. Bây giờ nhà nghèo mà để cho cha mẹ còng lưng ra để kiếm tiền, để mà mua đồ cho mình, để mà mình xe xua với người ta, mình đòi này đòi nọ. Cái đứa bé mà nhà nghèo mà có đạo đức á, cha mẹ mà dẫn vô siêu thị á, nó không có dám đòi mua cái gì chứ á. Nó mới là có phước. Tại nó biết cái gia đình mình, cha mẹ mà mua cái gì mắc tiền, nó thôi thôi mẹ đừng mua cái này con không thích ăn đâu, mua cái rẻ tiền. Thấy không, làm đứa bé này nó khôn. Đứa bé này sau này thành đạt nè, chắc chắn luôn. Đứa bé mà nó gặp cái gì nó cũng đòi, nó gặp cái gì nó cũng ham, là đứa bé này không biết thương cha mẹ. Cha mẹ làm đổ mồ hôi chảy máu vậy mà nó chỉ biết đòi mà nó không nghĩ đến cha mẹ. Vậy là đứa bé này nó không được tiếp nhận giáo dục. Nên mình dù con trai con gái gì cũng vậy chứ, mình đi học mình cũng nên coi cái gia đình của mình, chứ đừng có đi ra ngoài xoay xua. Những đứa nói rằng đi học mà ở ký túc xá này kia mà xe xua này kia là đứa này có học ra cái gì đâu. Không có học ra cái gì đâu. Mà trên cái bàn học mà toàn là kem phấn không thì đứa này cũng không học ra cái gì đâu, chắc chắn luôn á. Còn thanh niên mà đi học mà đồ này áo nọ tóc kia xanh đỏ nhộm tùm lum là nó có học không có ra cái gì đâu. Quý vị làm cha làm mẹ mà quý vị chỉ cần nhìn qua hình thức con quý vị là quý vị biết đứa này là vô dụng rồi. Nó có học nhiều sau này cũng chưa chắc có sự nghiệp nữa, cũng thất nghiệp nữa. Nhìn cái bộ gió là không ai tiếp nhận rồi. Bây giờ quý vị chỉ cần nhìn con, quý vị nhìn cái bộ gió đó là quý vị làm chủ, đặt vai trò làm chủ. Quý vị có tiếp nhận nhân viên này không? Quý vị mà không tiếp nhận là người ta không tiếp nhận. Thông minh ai cũng thông minh, hiểu chưa? Chỉ có chân thật thì khó ai đón thôi. Chứ thông minh thì người ta đón được hết trơn á. Nên mình làm cha làm mẹ mình xác thực đi. Mình nhìn con mình đi, rồi mình có tiếp nhận đứa con này không? Thì mình biết liền gì đó. Nhìn từ nó là mình không tiếp nhận, sao người ta tiếp nhận nó? Nó hiểu không? Đó, vậy thì mình đầu tư vào cái thùng bể. Dạy về đầu tư hoài cho nó cực. Hiểu không? Bây giờ cứ nghĩ rằng con cái sau này cho nó sự sung sướng chút, cực khổ gì nó, nhịn ăn nhịn uống gì nó. Ô, cái thùng bể. Chúng ta nên suy nghĩ lại.
để mà sắp xếp lại. Trước nhất mà đầu tư vào nó, coi chừng chúng ta đầu tư lỗ vốn. Thà bây giờ chúng ta gầy dựng cái phước còn ngon hơn. Tại nhìn cái thùng bể này không ngon rồi, đổ vô nó bao nhiêu cũng sạch. Người làm cha làm mẹ mà thông minh vậy thì sau này có thể vớt con của mình được. Còn nếu như mà quý vị mà không thông minh thì cả đời quý vị khổ. Mà đầu tư vào cái chỗ nào? Đầu tư vào cái chỗ sắp sửa sạc nghiệp. Thua, không hiểu, hiểu không? Đó, bây giờ quý vị nghe hết trơn rồi đó. Nhưng mà tình thương bị mù mờ, tình thương nó bị che mờ lý trí. Người ngoài cuộc thì thông minh, nhưng người trong cuộc thì lại ngu si. Nên từ nơi đó mà chúng ta học Phật đi, khai thác được cái trí tuệ nhìn nhận của mình cho sâu sắc quý vị. Nó, nhìn đứa con mình cho đi học là biết rồi. Vô trường học mà nhiều bạn bè không thích là biết đứa này rồi. Nó, thầy cô giáo không thích, bạn bè không thích là biết nó rồi. Đứa này sau này không thể nào thành đạt. Có học giỏi cỡ nào cũng không thành đạt hết. Vì sự thành đạt của con người ta là nhờ có nhiều người theo, nhờ có nhiều người ủng hộ mới thành công. Nhưng con mình chỉ có sở học, chỉ có học tập mà con mình lại không có được khả năng được nhiều người thương yêu quý mến, thì chắc chắn rằng con của mình sau này không thể nào thành công 100% luôn. Thí dụ như giờ một công việc trong chùa, như Đức đặt trách cho một cô, một chú, một thầy nào trong chùa mà ai đi làm theo người ta cũng không chịu đi theo người này thì sao thành công? Ai đi làm theo cũng không chịu theo thì sao thành công? Bạn đó thương người ta tầm bậy, bạn đó, bạn là người lãnh đạo, người ta không theo bạn là tại bạn đó. Bạn như thế nào đó? Những Đức đi mua cho các con mấy con heo nãy, đi ra ngoài đó lựa mấy con heo, thấy mấy con heo mình không có vừa bụng. Mình lựa con heo thì sao mặc cho nó vui, để nhìn heo như nhìn được thầy Những Đức. Đó. Thì lựa mấy con heo thấy mới vừa bụng, nên Những Đức đặt 100 con à. Lựa con heo mình thích nhất mình đặt. Thấy con heo tròn vo, nè heo này nè, lấy heo coi con. Là lấy heo coi con. Nên từ nơi đó mà, đây con, lấy heo này nè con. À, con heo dễ thương ghê chưa, mặt dễ thương ghê. Buồn buồn nhìn heo cũng thấy vui. Mà từ hôm nay sinh nhật cái này cũng hay nha. Sinh nhật mà được con heo, các con bỏ ống heo này đi, lâu lâu các con lấy heo này ra đưa tiền cho ba mẹ. Ồ, cái tâm này coi sau này dạy con mình đặc biệt luôn. Hồi xưa còn nhỏ toàn làm gì không, sau này dạy con ngon lành. Còn nếu như cha mẹ của mình hiểu đạo ho, hoặc là gia đình không cần thiết tới, thì cầm con heo này vô cúng dường Tam Bảo nuôi người già, thì cái việc làm này còn nhỏ thôi nó đã gầy dựng cho các cháu luôn rồi. Thấy không, nhìn heo cười quá trời luôn, heo cười vui vẻ ghê. Thấy không nè, bữa đó Nhà Đức tặng con heo cho một bé nhỏ. Nhà Đức nói nè, con heo này nó ăn dữ lắm đó, con có nuôi nó nổi không? Nó dạ con nuôi nổi. Rồi xong mà Nhà Đức hỏi nó, con biết con heo này nó ăn cái gì không? Dạ con heo ăn tiền thầy. Khôn ghê, nít vậy nó khôn ghê. Nó heo ăn tiền. Rồi xong Nhà Đức hỏi vậy tiền đâu mà con cho nó ăn? Nó nói là con đi lụm đồ mũ xung quanh nhà bán cho nó ăn. Ghê không? Rồi đứa bé kia Nhà Đức hỏi là con heo này con cho nó ăn rồi tiền đâu con cho nó ăn? Nó là ba mẹ cho con tiền đi học, con để dành cho nó ăn. Rất là khôn. Dạy cho các cháu tích phước từ khi còn nhỏ. Nhớ câu nè, sự thành đạt con người từ chữ hiếu mà sanh phước, từ phước mới thành công. Nếu như một con người mà không có phước, làm đâu thất bại đâu. Người ta làm đâu chúng đó, cùng mình đúng vô sạc nghiệp. Mình thấy người ta mở công ty thành công thiết ghê, mình cũng mở công ty, mình vừa mở công ty 2-3 tháng sau sạc nghiệp. Người ta đi bán bánh bò bán đắt quá trời, mình cũng học đi bán bánh bò theo, mình đi bán bể bánh xe.
Nó vô duyên kỳ cục, nó là thiếu phước là nó lạ kỳ, nó vô duyên lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà con người cần phải có cái phước. Có phước thì mới có sự thành công, có sự thành đạt. Rồi mỗi cháu á, sinh nhật á, bữa nay coi như là 10 luôn nha, 10 cháu luôn nha. Trong đây có những cháu nhỏ mà cũng có những cháu lớn. 10 người luôn ở sinh nhật bây giờ càng ngàn đông nha. Một người một con heo, một người cái máy niệm Phật, cái đầu tư không? Bây giờ đeo cái máy niệm Phật này là có phước. Đeo cái máy niệm Phật này là có phước. Vậy đâu đeo máy niệm Phật là có phước, nhận đức nhờ niệm Phật mà có phước. Bây giờ nhận đức cho cái phước các con nè, là đeo máy niệm Phật. Vậy đâu không đeo máy niệm Phật chứ nha, đứa này nó hiền à. Nó đeo máy niệm Phật chứ nó hiền luôn, dễ thương. Thấy người ta thương. Đó, thấy hai món quà đó chưa? Sinh nhật mà thông báo cái này viết chắc sinh nhật thứ bảy này nhiều nha. Vui ha, đặc biệt. Đó. Nên nãy chúng ta nói công đoạn mà cha mẹ đòi từ con. Không có đâu quý vị. Quý vị làm con quý vị chỉ cần hạ mình đối với cha mẹ đâu có sao. Làm gì cha mẹ mình từ mình. Nên những đức nói người làm con dụ cha mẹ dễ lắm. Cha mẹ thì nói vậy thôi, chứ không có bao giờ ghét con đâu. Có những cái tình cảm trong cái cuộc đời này quý vị đừng có để nó xa luôn nha. Thí dụ như vợ chồng xích mích gì chút, mình là người phụ nữ khôn khéo, mình giải quyết sớm chừng nào tốt chừng nấy. Đừng có để đêm đó chồng mình đi khuya vì nó buồn quá nó không về nhà. Biết đâu nó ra ngoài đường nó gặp con chim xe sẻ hay sao. Quý vị sẽ bị thất bại vì cái đêm đó, hiểu chưa? Phải chi mà quý vị giải quyết liền thì chuyện này chồng quý vị nó đâu có đi ra ngoài gặp con chim xe sẻ. Biết đâu nó đi ra ngoài nó gặp làm sao, hiểu chưa? Nên vừa xích mích chút xíu thôi là phải giải quyết liền. Nên á, mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này nè, đừng bao giờ đem một cái buồn gì để trong lòng thì vị sẽ vui à. Ngày mai chúng ta sẽ học tập ngày Chủ nhật cái đề tài là có phương pháp nào giúp cho mỗi người thường vui hay không. Ngày mai đi rồi học, đúng không? Đó, Chủ nhật ngày mai à, từ nơi đó mà bây giờ cha mẹ mình buồn trách mình, mình làm con mình lại cha mẹ mình cũng được nữa. Cha mẹ mình sẽ cảm động liền gì đó. Nếu như bây giờ một chút xíu mít lòng mà để cho nó xa ra là mình nghĩ người ta bực bội như vậy, mình không đến để tiếp cận thì nó xa luôn. Có khi người ta thương mình quá nên người ta tức thì tức càng lớn. Người càng thương mình nhiều thì tức càng lớn. Giống như người ta thương mình, người ta đầu tư về mình nhiều quá, người ta nghĩ về mình nhiều quá, mà mình làm cái gì người ta không vừa lòng thì người ta bực bội mình càng lớn. Mà người ta bực bội mình càng lớn, mình chỉ càng nói vài lời là người ta cũng dễ dịu lại, hiểu không? Nên con người mình sinh ra được với trong cái cõi này, mình có cái miệng, mà cái miệng thì nó phải càng nói chuyện đúng lúc đúng nơi đúng chỗ để mà nói, hiểu không? Đó, nên á, con mà làm cho cha mẹ buồn thì cái chuyện mà giải tỏa cái chuyện cha mẹ cũng rất là dễ, dễ dữ lắm. Nên gần cha gần mẹ đó. Thí dụ như bây giờ á, cha mẹ mình á, khó tính đi, mình mua món đồ gì mình cho cha mẹ mình, cha mẹ mình liền cái món đồ ăn đó chăng nữa mình cũng cừ cái đem lại nữa, bình thường không có sao chứ á. Nó nếu như mà mình không làm được điều đó mình thất bại. Nên thí dụ như mình ở ngoài đời đi, cha mẹ mình khó hơn cái gì nữa, mình đem đồ đó ông bà mình khổ, mình nghèo, mình mua có mấy trái táo bị sâu, mua đến đưa cái cầm liền bỏ, mày mua cái thứ gì cho tao không, chạm với cái tâm tự ái của mình thôi, bỏ đi đừng có chạm chi. Nên mình vẫn là làm tròn bổn phận làm con của mình. Vậy thì cha mẹ sao buồn mình, vợ chồng sống nhau cũng vậy, nó vợ chồng thì phải thương thôi. Người đàn ông ta không bỏ người đàn bà là do gì? Đụng chuyện cái người đàn bà này tỉ mỉ khéo léo, hạ cái tâm xuống nói chuyện nhẹ nhàng liền, thì người đàn ông đó người ta đi đâu người ta cũng nghĩ vợ người ta ở nhà chứ. Tại vì người phụ nữ vậy người ta không bỏ được, tại vì đụng chuyện gì cũng dịu cho chồng được hết chứ.
Còn người phụ nữ mà bị chồng bỏ là đụng cái là quát quát lên con gà mắt đẻ là bị bỏ đó. Quát quát lên là bị bỏ đó. Tại vì sao? Vì con người này nè đụng tới cái là quát quát lên nè. Chửi sùm, chửi tầm bậy tầm bạ nè. Đây là tầm bậy nè. Là thế nó không bị chồng bỏ. Mà người phụ nữ gì dễ bị chồng đánh. Tại vì quát quát lên. Chuyện nhỏ mà quát lên mà. Hoặc là săn sộ đưa cái mặt ấy, đưa cái mặt lên vậy, đưa mặt ức quất cái tát vừa. Tại vì sao mình hạ cái mặt xuống gì thì không ai quýnh mình chứ ha, nhớ hay không? Hạ xuống gì thì không ai đánh chứ. Nhưng mà bực bội cái gì mà gì coi chừng đó, không có giỡn đâu nghe. Người đàn ông thì người ta ví dụ như lửa, đàn bà ví dụ như nước. Mà mình đàn bà mà mình cũng làm lửa nữa vậy thì cháy luôn chứ sao, hiểu không? Hoặc là đàn ông mà nó bực bội lên á, nó đập đồ có một hai món à, mình kêu đập thêm đi, này là dại vô cùng dại luôn. Mình kêu đập thêm đi, nó đập hết trơn cả nhà này, ai mua? Tập trung làm cực đi cùng mua hả? Mình thấy nó đập một cái, mình thấy vậy thôi, mình bỏ đi chỗ khác liền, thì tự nhiên á không có đập. Thường là đàn ông nó thị sĩ diện, mày coi tao đập nè, mình đứng đó mình nhìn nó đập hoài, mình bỏ mình đi chỗ khác. Tự nhiên trong lòng nó thấy tiếc, nghĩ đập quê quá, vô duyên, tự nhiên đập của nhà mình, hiểu không? Nó mình mà khéo vậy thì đặc biệt gì đâu quý vị. Nên người phụ nữ mà khôn khéo một chút, ai mà đánh quý vị? Không ai mà đánh được quý vị chứ nghe, hiểu không? Còn người phụ nữ mà không khôn khéo có chừng người ta giết quý vị luôn, hay chừng cái gì đánh có không? Có đó. Cầm cái cây nhào ra quýnh với người ta, đàn ông quýnh kịch 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 kịch, cuối cùng người ta đập 19 cây đó. Thì thấy chuyện đơn giản không? Đó, nếu như mình biết thân phận mình là yếu, ai mà nhào vô một chí, hiểu quý vị? Nên mình là người phụ nữ nghe, đừng có hung dữ lên, mình tránh đi. Tự nhiên cự lộn gì mình nhào ra, mình đi đánh lộn với đàn ông, nó quýnh mình chết. Mình sao đánh lỡ nó? Thôi, mình mà vừa thấy nó đưa tay lên cái mình làm nè, ứ. Ai đánh? Ai đánh không? Nó vừa đưa tay lên mình, ứ. Sao đánh? Còn người ta vừa đưa tay lên mình nghĩ rằng không lẽ tao sợ mày, nè mày đánh tao đi, đánh đi. Này mới là đúng là những đứa nói câu mà hơi thô quá, ngu quá. Ngu kinh khủng luôn, quý vị dùng câu này mới đáng. Tự nhiên đưa cái mặt đánh đi. Đánh đi rồi mình đau. Không lẽ đánh đi rồi đau đi. Rồi khổ đi. Ai dạy gì chứ vậy? Thà ta vừa đưa cái tay lên, ứ. Nó vừa mình núp vậy, sao đánh được? Người đàn ông mà, người đàn ông mà ai mà đánh người sợ mình? Ta đã sợ rồi mà đánh gì, hiểu không? Đó là người phụ nữ khôn, biết mình sức mình sao, hiểu chưa? Đó, nên mỗi người phải nhận thức được chỗ này. Kể vì nghe dưới quê những đứa ngày xưa có cái thằng này sợ vợ, bởi vì mấy thằng trai ở đây mà lùng lùng sao này mà cưới vợ cao ngồng cũng nguy hiểm kìa. Anh đó thì lùng lắm, những đứa cũng lùng, mà ảnh còn lùn hơn Nhân Đức. Anh chàng nó chừng 1m51, Nhân Đức được 1m66, 1m67, ảnh 1m51 à, mà vợ ảnh 1m72, nhỏ đâu 1m72. Thì vị biết rằng nó cao thiệt là cao vậy. Mỗi lần ảnh đứng anh nhìn vợ là ảnh làm nè, đây con nhỏ này nó bự con quá. Thì nó cứ là ưu quýnh ảnh. Anh nhậu về là nó ưu quýnh anh lắm. Thì có một lần anh cũng sĩ diện, thì con nhỏ này nó nằm trên, nó ngồi trên mình anh, nó quýnh ảnh. Nhà thì đóng lại, thì con nhỏ này nó tát, tá lạ bên nó tát anh mặt mày lỗ mũi gì máu không. Mà anh nằm ở dưới, mà nhỏ này quýnh ảnh. Mà anh làm gì nè, chết rồi chưa, chết rồi chưa, chết rồi chưa. Anh la chết mà chưa quá trời luôn. Người chòm sớm nó thấy, trời ơi, không lẽ cái thằng này bữa nay nó nổi máu, nó quýnh vợ nó dữ lắm, sao mà chết mà chưa dữ cái chợ. Xô cửa vô coi, đặng ca ngay chồng nó để có chuyện xảy ra. Xô cửa vô thì thấy con vợ nằm trên bụng anh, nó quýnh anh mặt mày máu không. Mà anh nằm ở dưới nói nè, chết mày chưa, chết mày chưa, chết mày. Cuối cùng coi lỡ ảnh bị quýnh không. Không, mấy cái thằng lùng lùng kiếm vợ lùng lùng cái con. Lùng mà mình kiếm vợ cao quá nó cũng kỳ, hiểu chưa? Nó không, mà có những cái cặp đôi á,
duyên nợ nó kỳ cục quý vị ơi. Chồng lùng xỉn mà vợ thiệt là cao, có khi chồng bằng cùm tay mà con vợ thì bằng bắp đùi, có không? Có mà. Dưới quê nhà Đức thấy là chồng có nhỏ xíu con mà con vợ nó bự vậy nè, trời ơi, giống như gọi là thằng lằn mà ôm cục đình vậy đó. Vậy đó, cũng sống qua đời nhau đó quý vị. Duyên nợ thì thấy ngộ không? Đó, nên từ nơi đó cái cuộc đời này là duyên và nợ gặp nhau trong cuộc đời này. Mà mình đã là con người mà gặp nhau trong cuộc đời này, làm vợ, làm chồng, làm bạn bè, làm cha mẹ, anh em, thì chúng ta nên đem cái đạo đức làm người để áp dụng trong cái cuộc đời chúng ta, giữa con người sống với con người. Cái này nó quý lắm quý vị ơi, quý lắm đó nghe. À, nhớ. Nên ý nghĩa của con người đến với cái cuộc đời này là làm việc và sống những ngày tháng ý nghĩa. Và những việc ý nghĩa đừng bỏ qua, những việc xấu ác thì nên bỏ qua, những việc tốt thì nên phát triển. Nên các cháu sau này đi học nhớ nghe, sau này học mà làm được nghề này nghề nọ có đạo đức nghe các con, chứ đừng có tham lam trộm cắp của người ta, không có tồn tại đâu. Nó còn đối với anh em thì đừng có nên giành giật của cải ra tòa kiện cáo. Rồi anh em cùng cha cùng mẹ mà, mẹ mình chia cho mình miếng đất cằn cọi mình nhặn, mẹ mình chia cho anh hai miếng đất ngon lành mặt tiền, kệ anh hai, mừng cho anh hai. Chứ đừng có cái tâm rằng là ganh tị, nói rằng là mẹ sao không công bằng, cha không công bằng. Cái tâm mình như vậy nó không có đạo đức đâu các con. Có cái bà kia bà nói câu nhặn, Phật tử của chùa thầy hiểu ý thầy ghê. Bây giờ thầy mà đi đến nơi chỗ khác thầy giảng mà ô cái đó họ nói thầy làm gì kỳ cục vậy trời. Thầy nhìn thầy lơm lơm luôn. Những đứa nói nếu mà tôi mà đi đến nơi khác tôi đâu có u. Ở đây là do quen tôi mới u. Hiểu không? Là do quen. Nghĩa là nơi nào thì hiểu nơi đó. Nên mình xấu mình phải hiểu chứ. Nên các cháu nhỏ sao nè, nhớ nè, như Đức dạy nè. Đi đến đâu cái gì cũng hiểu hỏi anh ta một tiếng. Đi đến đâu cũng lễ phép chào hỏi anh ta một cái. Không có bỏ bao nhiêu thời gian đâu mà được người ta thương nghe không? Nó đi học về thưa cha mẹ tập cho quen. Rồi anh chị nên mỗi lần mà đi về là gặp ai cũng chào hỏi một tiếng. Chỉ cần đi đâu mà chào hỏi người ta, cái gì không hiểu thì hỏi. Đi vô nhà người ta, tủ lạnh nhà người ta đồ có đừng có lấy nước tùy tiện uống. Mình đó là tùy tiện, mình khát nước thì mình xin đàng hoàng. Chứ đừng có tùy tiện muốn ăn gì lấy ăn của người ta. Cái đó không có đúng đâu nghe các con. Những cái việc nhỏ nhỏ gì đó mà nhiều người lớn không biết đó nghe. Nhiều người lớn không biết luôn đó quý vị. Đi vô chùa vậy đó, đồ ăn để trên bàn vậy lỡ ngồi xuống ăn ngon lành. Để trên bàn vậy đó, xuống ngồi xuống ăn ngon lành luôn vậy đó. Vì sao họ không hiểu? Đồ ăn này đúng là cho mình ăn nhưng mà chưa tới giờ ăn mà. Mình đói quá mình vô mình hỏi người nào. Cô chú. Ví dụ mình vô chùa đi thường là mình kêu cô chú mà. Còn ví dụ như mình gặp ông thầy đi rồi mình xưng con, chứ mình đừng xưng em. Còn ở trường học thì mình xưng em được, nhưng mà ông thầy chùa thì xưng con. Nguyên lý là cái danh xưng nó vậy đó. Còn ví dụ đồ ăn, đồ uống, đồ để trên bàn, muốn ăn uống xin người ta hỏi tiếng. Tôi đói quá cho tôi ăn trước được không cô? Quá đói bụng cô ơi. Đi dọc đường đói quá, tôi sợ đợi tới trưa luôn tôi xỉu quá. Nói câu cũng dễ thương vậy, vô cùng không? À được được được, lại đây ngồi đây nè. Dọn ăn đây nè. Chỗ này thì đại chúng nha, qua đây dọn ăn cho. Đó mình xin tiếng chứ mình đừng có gặp cái mình ngồi chứ mình ăn lia ăn lịa. Còn nguyên một cái nhóm ta đông y vậy ta dọn đồ ăn lên bàn. Mình quan sát là nhiều người chưa có ăn thì mình đừng có tự nhiên ngồi ăn. Hiểu không? Đồ những cái chuyện nhỏ vậy đó nghe. Mà nhiều người lại không biết đó. Nhà Đức gặp hoài đó. Gặp nhiều khi mà dọn đồ ăn lên khi sinh hoạt đồ nghe. Mà Nhà Đức vừa lên Nhà Đức nhìn xuống là Nhà Đức thấy có người ngồi ăn. Xong niệm Phật nói chuyện chú cái tự nhiên họ đơ luôn vậy đó. Thấy không? Một cái hành động nhỏ thôi đó mà mất đi cái nhân cách của chúng ta. Nên các con nghe gì rồi biết áp dụng cái lối sống trong cái cuộc đời này. Từ như cái việc nhỏ nhất mà mình á, trong phòng người ta mà mình đi đến á, cửa phòng người ta đang đóng cửa mà mình mở cửa tùy tiện cũng không đúng nữa. Biết ta đang làm gì trong đó. Ví dụ như ta đang thay quần đường sao? Hiểu không? Biết là anh chị em nhưng mà người ta đang thay đồ rồi sao người ta đóng cửa mà. Mình phải gõ cửa. Mà gõ cửa mình cũng gõ từ tốn, mình cũng biết cái hành động của mình gõ cửa nữa. Ví dụ như mình đi đến nhà người ta thành phố đi chuông. Mình bấm đi. Ten 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 ten. Mình bấm mà cũng theo điệu nhạc nữa. Ten 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 ten.
rồi mình im đi, mình ngồi đó mình đợi, mình đứng mình đợi một chút, chứ mình đừng có bấm ten 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 ten. Ở trong người ta đang nấu ăn hay ta đang bưng nước sôi gì, người ta chửi mình đó, nó nói cái thứ gì đó mà nó bấm chuông gì dồn dập không biết nữa, ra tôi chửi cho mà biết cái thứ gì mà bấm chuông liên kỳ cục, thấy không? Nó bấm cái tiếng chuông là biết hành động của người ta, ten ten ten, rồi đứng đó niệm Phật đợi một chút, hiểu chưa? Còn đến cửa phòng người ta gõ bon bon bon, thấy không? Nhẹ nhàng chứ đừng có bon 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 bon. Gõ kiểu đó đó nghe người ta trong người ta tức lắm. Có khi người ta đang bận quần bận gì đó mà người ta gấp quá, người ta sọt vô cái đáy quần, nó gấp đáy quần người ta luôn. Ồ, mình mà làm người ta gấp, người ta bận quần, người ta sọt vô cái đáy quần té đó quý vị. Đây nè, ai có một lần những đứa đang trong phòng thay đồ, cái tự nhiên cái ở ngoài gõ cửa quá trời gấp, bận áo rồi xong hết trơn rồi, tới mình bận cái quần vô, cái chân mình nó chọt vô cái đáy quần té cái thứ, cái bụng mình nó chợt là trời, ai mà gõ cửa giữ tôi ra tôi coi cái, ai mà gõ cửa giữ, tức nghe, tức lên ra coi mặt nghe, ra thì thấy cái mặt thấy ghét, gõ cửa lia lịa chẳng thấy chưa. Những cái việc làm này các con thấy không? Đừng có nói nó nhỏ nghe các con. Cái hành động vậy đó mà nó mắc cái nhân cách của các con đó nghe. Còn đồ đạc dù anh chị em bây giờ nữa muốn bạn phải hỏi người ta một tiếng, đó là lễ phép. Chứ không phải muốn bạn lấy bạn đâu. Nó còn bánh trái đồ ăn, muốn ăn hỏi một tiếng. Dù trong tủ lạnh đi, trong nhà mình đi tủ lạnh đồ ăn đó đi. Tự nhiên mình thấy cái bánh này của ai để đây? Dù là trong gia đình mình, muốn ăn hỏi mẹ, hỏi cha, hỏi anh là bánh này của ai vậy? Cho con ăn miếng được không? Tại vì mình ở nhà mình tùy tiện mà sau này mình đi đến nơi khác tùy tiện đó. Nếu ở nhà mình mà nghiêm túc, mình đi đến nơi khác là nghiêm túc liền. Ở nhà tùy tiện mà đi đến nơi khác bị người ta xem thường. Ăn tự nhiên lôi ra ăn à. Tự nhiên ăn xong cái hỏi, ủa cái bánh đâu tiêu à? Dạ con ăn rồi. Trời trời, thì biết cái bánh này tao để cho ai chứ mà mày ăn? Có không? Có mà, tùy tiện đó. Nên cái việc nhỏ này các con nên tập đi, để sau này đi đâu cũng có lễ phép. Đặc biệt quá. Đó là giá trị của đời người, là phải cần có đạo đức. Nhớ nghe, đạo đức là quan trọng đó. Bây giờ nhà Đức đọc tên á, những người mà sinh nhật ngày hôm nay nè. Nhớ nghe, sinh nhật là chúng ta nhớ đến cha mẹ. Nè các con, kể cho các con nghe cái sinh nhật đặc biệt nè. Mới đây nè, hồi sáng vừa mới coi nè. Cô này, người này chắc giàu lắm, tổ chức sinh nhật cho cha mình và thuê một chiếc máy bay, nhiều tiền lắm. Và gia đình lên máy bay đó, bay vòng vòng Vịnh Hạ Long để ngắm cảnh cho cha vui. Xong rồi gia đình lên máy bay xong, bay một chút rồi máy bay rớt xuống luôn, chết queo hết. Thấy chưa? Nên nhà Đức nói các con nè, tưởng nhớ ngày sinh nhật bằng cách là tu nhân tích đức, làm việc thiện, hoặc là mua một cái bánh kem về nhà, ngồi bên cạnh cha mẹ cắt từng phần bánh đưa đến cho cha mẹ của mình. Nêu lên rằng ngày nay mẹ sinh con rất là khó khăn, cha thì ở ngoài phòng đẻ, cha lăn xăng như con gà mắc đẻ. Nên ngày nay ngày sinh nhật con tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ, con dâng lên cho cha mẹ cái bánh này với tấm lòng bổn phận làm con, thấy không? Rồi ngày đó mình niệm thêm vài có bậc hiệu, mình làm việc thiện gì hồi hướng cho cha mẹ, cầu an cho cha mẹ của mình. Nên gọi là sinh nhật không phải đòi quà, mà là sinh nhật là để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Đó là trách nhiệm đạo đức của một người làm con cháu. Đừng nên tổ chức một cái sinh nhật xa xỉ quá, mà nên dùng đồng tiền đó để làm những việc thiện giúp người đặc biệt hơn. Chúng ta có thể mua đồ ăn thức uống đem về nhà đỡ tốn tiền, nhưng một gia đình quây quần bên nhau ấm áp, một tình cảm gia đình còn hơn là chúng ta đi đến một cái nhà hàng quá lớn sang trọng để mà tốn tiền, dùng đồng tiền tốn nhiều đó để giúp cho một số người khổ, người nghèo, cúng dường chùa, để ngay ngày sinh nhật của cha mẹ mình, ngày sinh nhật của mình, để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ. Vì mình sanh đến cuộc đời này, mẹ mình sinh mình rất là khổ. Nên có cái câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ý nói đàn bà đẻ sinh
chỉ có một mình chịu đựng. Nên nhiều cô đây đẻ biết mà đúng không? Gặn quá trời luôn, đúng không? Gặn đẻ quá trời luôn. Nên cây sắt ở trong bệnh viện mấy bà gịch công cây sắt của người ta luôn, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mà bây giờ ngày sinh nhật này nè, trong chùa là mình tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ sinh thành, rồi niệm 10 có vật hiệu để chúng ta đem công đức niệm Phật này cầu an cho cha mẹ còn sống và cầu siêu cho cha mẹ mình đã chết. Và tối đêm nay chùa mình á, chùa có số nước tương chút đưa cho các cháu và cha mẹ các cháu, người cầm chai nước tương về nhà ăn lọc của chùa nghe, đứa nít cầm nghe con đó, còn nhỏ mà biết á, đến chùa có lọc á, đưa cho mình cầm về liền, cầm về cho cha mẹ xịt nước tương cả nhà mình ăn cái lọc của chùa. Ăn lọc của chùa thì có phước ở trong chùa và tự nhiên có đạo đức có phước à. Gia đình chưa biết tu, ăn lọc của chùa giết biết tu luôn, hiền hậu luôn, hiểu không? Nên chúc cho các cháu một chai nước tương, mỗi cháu một chai nước tương, rồi cha mẹ mỗi người một chai nước tương, gia đình đi ba người được ba chai. Có câu kia có hỏi vậy đứa bé mới đẻ sao thầy? Cũng một đứa luôn, cổ phần cũng được một chai, nó cũng ngồi đây nãy giờ mà, đúng không? Đó à, mỗi một người chúng ta đến với cái cuộc đời này, cái giá trị lớn nhất của chúng ta là trước nhất biết ơn đến với cha mẹ của mình, vì nhờ cha mẹ mà mới có mình. Nếu như một con người mà đến với cái cuộc đời này mà bất hiếu với cha mẹ là nó không có một cái giá trị gì quý vị sống với cuộc đời này mà có ý nghĩa nữa hết. Tại vì tất cả những sự thành đạt gì của chúng ta trong cuộc đời này cũng bắt nguồn từ cha mẹ có mình thì mới có sự thành đạt. Còn nếu như không có cha mẹ thì sao mà thành đạt đây? Dù mình sau này có học cao hiểu rộng, mình có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bắt nguồn từ cha mẹ sinh mình. Thí dụ như có những người đi đến với cái cuộc đời này được sinh ra mà cha mẹ lại không nuôi mà người khác nuôi, thì cái ơn cha mẹ của mình cũng lớn. Tại vì nếu như bỏ mình từ khi trong bụng thì làm sao có mình. Mà có những người họ không hiểu về nhân quả thì họ lại trách cha mẹ, oán hận cha mẹ vì sinh con ra mà không nuôi con. Mỗi một cái người nó có một cái nghiệp duyên và mỗi một con người nó có một cái khổ đau gì, trở ngại gì trong cái cuộc đời. Nên khi chúng ta được hiện hữu ở cõi đời này thì trước nhất là chúng ta cảm ơn cha mẹ của mình sinh mình nuôi mình khôn lớn. Hãy nhớ trước nhất là chỗ này. Rồi kế đó chúng ta cảm ơn thầy cô giáo dạy, vì nhờ thầy cô giáo dạy mà mình mới hiểu chuyện, mình hiểu để mà mình sống làm sao mà nó có đạo đức. Nên cái giá trị của đời người, cái ơn cha mẹ, ơn thầy cô rất lớn, ơn bạn bè, rồi ơn của tất cả con người khi đến với chúng ta. Vậy thì tất cả những cái ơn này mình nhớ thì mình phải sống làm sao cho nó ý nghĩa. Nếu như bây giờ đi đến thế gian này chúng ta không nghe được đạo, chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người cũng có học á, nhưng mà cuối cùng họ lại là trở thành tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội hư hỏng, lại mang một cái danh xưng là tệ nạn xã hội. Đây là cái điều mà cha mẹ đau lòng nhất. Sinh con mà nuôi con khôn lớn mà cuối cùng con lại đi hút chích xì ke, đi sống những ngày tháng vô nghĩa, không có làm việc gì có ý nghĩa hết trơn. Có khi có học á, nhưng mà lại không làm những việc có ý nghĩa. Nên chúng ta bây giờ chúng ta học tập là giá trị của đời người là gì? Là làm sao sống có ý nghĩa, sống mỗi ngày có niềm vui, sống lành mạnh, sống có ý nghĩa. Nhớ trong mỗi một cái hoàn cảnh, giàu nghèo đó là phước phần, nhưng cái đặc biệt của cuộc đời chúng ta là sống có ý nghĩa. Đây là việc quan trọng lắm. Chính bản thân của những đức
gặp Phật pháp năm 29 tuổi. Từ năm 16, 17 tuổi là hiểu biết. Thì tới 29 tuổi những đức thấy sống vô nghĩa. Một thanh niên không lành mạnh, hư. Sống vô nghĩa vô cùng. Nếu như mà tiếp tục tới bây giờ luôn thì mười mấy năm nay nữa thì vô nghĩa nữa. Rồi từ bây giờ cho đến khi chết đi đúng là vô nghĩa của một đời người. Rồi cuối cùng cuộc đời chết đi rồi đi đọa lạc, quý vị thấy càng vô nghĩa không? Nên chúng ta đi đến đây dù là một đứa nít đi chăng, nếu mà tiếp nhận được giáo dục thì mình phải làm sao sống để gầy dựng một tư tưởng sống có ý nghĩa. Những đức nói rằng bắt nguồn sự thành công của các cháu nghe là từ chữ hiếu đối với cha mẹ đó. 100% luôn, dù cháu này học thức không cao nhưng nếu bắt nguồn từ chữ hiếu đối với cha mẹ là thành công sau này. Nhiều con người ở trong cuộc đời này họ giàu, họ có điều kiện lắm, nhưng họ không tìm ra được một con người họ tin tưởng. Họ không tìm ra một con người mà có chữ tín, một con người đàng hoàng, họ không tìm ra. Dù trình độ mình không cao nhưng mà mình lại là một người con hiếu. Mà đã là người con hiếu chánh tông á, là một người con chân thật à, là một người con đúng đắn à. Tại vì sao? Vì con hiếu không thể nào làm cho cha mẹ buồn được. Nên cái câu đó là đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Nên họ không để đạo đức khuyết. Họ là người con hiếu thì họ sẽ đúng đắn, chân thật, nhiệt tình. Đó là tiêu chuẩn mà người giàu sang bây giờ đang tìm những con người như vậy để họ dùng đó quý vị. Nhớ. Nên chỗ thành công của các cháu là gầy dựng từ con hiếu. Phải nhớ chỗ này quan trọng lắm á. Nhưng mà bây giờ nhiều cháu đi học nó không nghĩ chỗ này nữa. Có khi nó ra tới nước ngoài du học luôn mà nó cũng không biết chỗ này luôn. Nó nghĩ rằng là khả năng và bằng cấp học vị là mới đi đến chỗ thành đạt. Nhưng thật sự nếu như bỏ cái đạo đức làm người thì là vô nghĩa của một đời người. Nếu như bỏ đạo đức làm người là vô nghĩa của một đời người. Vì con người nếu như bỏ đạo đức mà họ hướng đến thành công, sự thành công của họ là nhất định không biết đủ. Và sự thành công này là đa phần thành công tạo nghiệp. Mà thành công trở thành một con người cảm thấy lạc lõng. Vì sao? Vì họ không có đạo nghĩa. Họ không có đạo nghĩa, dù họ có giàu họ cũng lạc lõng. Nên chúng ta phải đem cái đạo đức làm người để áp dụng vào sở học. Còn có người này sở học không cao nhưng lại có đạo đức làm người cũng có thể thành công. Bây giờ điển hình rõ ràng, những đức không dám nói rằng mình có đạo đức gì, nhưng mà từ khi những đức học Phật năm 29 tuổi tới bây giờ là những đức đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Hiện tại mình lo cho hơn 1.300 người, phải ý nghĩa không? Tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta về tu học. Ngày Chủ nhật mấy ngàn người về cộng tu. Mỗi tuần thứ bảy cũng gần 500 người về học tập lớp đạo làm con. Mà từ khi gặp Phật pháp mới làm được vấn đề này, việc này. Người này có trình độ hay không? Trình độ lớp 3. Nhưng họ lại học đạo đức. Từ năm 29 tuổi học đạo đức thì mới phát triển được cái việc làm của họ. Còn có nhiều người chúng ta có học vị rất là cao nhưng tại sao chúng ta không làm được? Vì chúng ta chỉ mong kiếm tiền thôi, không nghĩ đến cái việc lợi ích cho nhân sinh. Nên cả đời của họ chỉ lao theo vật chất để sống. Và họ không biết đủ, dù họ có giàu cỡ nào họ vẫn không biết đủ. Vậy thì cái lối sống của họ rất là khô khan cằn cỗi, cảm thấy vô vị. Nên tại sao có nhiều người giàu mà họ cũng đâu có vui gì đâu quý vị. Họ giàu nhưng mà gia đình của họ cũng không hạnh phúc luôn. Vì sao? Họ lao theo đồng tiền. Lúc nghèo thì cầu có tiền thì sợ mất tiền. Từ nơi đó mà cả đời của họ luôn luôn là sống lo sợ. Còn chúng ta lại sống được có những ngày tháng yên, có những ngày tháng vui. Chính bản thân những đức học Phật mười mấy năm nay, càng học thì càng vui. Những đức nhờ vô trong chùa này học Phật, mà bây hổm giờ chùa mình á, có ba bà cụ dưới quê những đức mắc. Hai bà thì giống như không có con cháu đi. Còn cái bà cụ bữa nay nè là con cháu rất đông nè. Nếu như những đức mà không đi tu
sao mà mấy bà già dưới quê đó được ở đây, đúng không? Rồi bao nhiêu bà già được về nương tựa, rồi bao nhiêu Phật tử được về đây, rồi bao nhiêu đứa nít này được về chùa, từ nơi ngay chỗ những đứa học Phật mà được như vậy. Nhờ Phật pháp mà cho những đức một giá trị sống và cho những đức một tư tưởng làm người. Đây gọi là giá trị của đời người. Phải không? Cũng là ba buổi cơm thôi. Cũng là ba buổi cơm như bao nhiêu người khác thôi. Thật sự mà nói, chúng ta bình tĩnh ngồi suy nghĩ coi, cả đời của người chúng ta vì cái gì? Ba buổi cơm. Phải không? Cả đời chúng ta là vì ba buổi cơm. Và sợ mắc ba buổi cơm. Nếu như không có ba buổi cơm này, quý vị thành đạt cái gì? Vì toi mạng chứ thành đạt. Nên con người là vì ba buổi cơm này đó. Rồi có sức khỏe rồi mới tính thêm những chuyện khác. Không? Nghĩa là lo cái ăn, cái mặc cả đời. Nhận đức bây giờ cũng có ba buổi cơm. Mà nhận đức lại sống vui, sống có ý nghĩa, làm được những việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Một đời ai cũng sẽ đi qua, nhận đức lại đi qua một đời, cảm thấy khi cuối cuộc đời cười cái đi. Tại vì cảm thấy rằng vừa bụng quá, khi mình đi đến đây rồi, quá vừa bụng rồi. Thí dụ như tới Trung Thu, Nhận Đức tổ chức tính ra 3-4 ngàn cháu về để dự Trung Thu. Quý vị thấy ý nghĩa không? Lúc Nhận Đức còn nhỏ, một cái đèn Trung Thu mà bản thân Nhận Đức còn không có kìa. Một cái đèn Trung Thu, Nhận Đức còn không có cái đèn Trung Thu. Mỗi năm Nhận Đức chưa bao giờ biết được cái việc ăn bánh Trung Thu. Gia đình nghèo quá, chưa từng biết được cái chuyện ăn bánh Trung Thu. Và chưa từng được một cái đèn Trung Thu nào lúc còn nhỏ cả. Như vậy mà Nhận Đức bây giờ có thể tổ chức cho 3-4 ngàn cháu được mỗi cháu đèn Trung Thu, ăn bánh Trung Thu thoải mái. Phải nhờ tiếp nhận Phật pháp, nhờ đi tu mới làm được những việc này không? Phải rõ ràng không? Nên Nhận Đức nói rằng con người chúng ta đừng bao giờ lao theo học vị mà quên đi đạo đức. Nếu như con người lao theo học vị mà quên đi đạo đức, coi chừng trở thành con bất hiếu đó. Có học vị, có điều kiện nhưng lại là con bất hiếu. Mà đã là con bất hiếu thì cái nguồn gốc của cái cây này đã bị chặt gốc rồi. Cái cây này chặt gốc rồi sao quý vị phát triển được cành lá hoa quả? Cái gốc cây là từ hiếu đạo đó quý vị. Hiếu là đối với cha mẹ, đạo là đối với thầy. Nên cái gốc cây là hiếu đạo. Mà đã chặt cái gốc cây rồi là chặt hiếu đạo. Mà chặt hiếu đạo rồi thì con người này làm sao sống có ý nghĩa? Tại sao xã hội chúng ta có nhiều người, người ta có chức phận mà vì sao người ta làm sai? Vì không có hiếu đạo mà ra. Họ có địa vị, họ có học vị, họ có tiền bạc, nhưng họ lại làm sai. Cuối cùng là do gì đâu? Không có hiếu đạo để vào. Họ không tiếp nhận đạo. Nếu như họ mà tiếp nhận đạo thì cái điều kiện địa vị của họ là hưởng cả đời không hết, mà tới đời con cháu của họ cũng tiếp nối nữa. Còn có những người quý vị thấy có điều kiện, có địa vị nhưng họ không biết đủ, họ lại đi làm sai. Cuối cùng thời gian dập tắt cuộc đời họ luôn. Rất sớm, chưa qua đời họ, họ đã bị dập tắt rồi. Mọi người ai cũng khinh thường họ hết. Là do từ đâu? Họ có học vị, họ có phước duyên, nhưng họ lại không học hiếu đạo, không học đạo đức, nên họ bị thất bại hoàn toàn. Nên tất cả các cháu nhỏ này, các con sau này, nếu như có cháu nào trong đây hoặc các cháu khắp nơi nơi mà nghe qua công đoạn này, nhớ nè, các con muốn tồn tại cái sự nghiệp trong cuộc đời các con á, nếu như sau này các con làm được ông chủ tịch đi, ông phó chủ tịch đi, ví dụ đi, nếu như các con muốn tồn tại mà sau này các con nghĩ làm mà vẫn được người ta quý mến luôn, có tiền, có danh mà phải nghĩ lợi ích cho mọi người, những việc gì mà thấy nó mù mờ, không phù hợp thì đừng làm. Vậy thì cái khoảng thời gian của các con được cương vị, các con sẽ rất đặc biệt. Khi các con nghĩ làm việc, mọi người sẽ tôn trọng, chồm sớm sẽ kính mến. Vậy thì đời các con là để là tấm gương cho con các con. Nhớ, để là tấm gương cho con các con.
Còn nếu như mà bây giờ lỡ sau này các con có cái cương vị gì mà các con lỡ làm những chuyện không phải, rồi thu gom của công, làm những chuyện tầm bậy, thì các con chưa được bao lâu hết là các con bị đứt dây. Con diều vừa bay lên đứt à, chưa tới đời các con của các con bay lên thì nó đứt à. Đó là gì? Đó là không nhìn xa trông rộng. Quý vị phải nhớ rằng làm những việc không phải nhất định sẽ có người biết. Từ nơi đó chúng ta dạy cho các cháu, muốn kiếm tiền, muốn có danh mà hưởng hoài thì phải từ tốn lâu dài. Hãy niệm niệm nghĩ về người, lợi ích cho người, mình sẽ tồn tại rất lâu dài. Còn nếu như mình không niệm niệm về người, không nghĩ cho người, thì mình sẽ hưởng của bản thân gia đình, thì nhất định thời gian rất là ngắn. Nên ai cũng muốn hưởng lâu dài mà không chịu nhìn xa trông rộng. Thật sự ai mà không muốn giàu, ai mà không muốn có danh, ai không muốn người ta thương yêu mình, nhưng lại cuối cùng chúng ta lại tự đoạn mình. Là vì sao? Vì đạo đức không chịu học, nhân quả không chịu học. Nên những đức nói rằng nếu chạy tới học vị mà bỏ đạo đức, bỏ về lời dạy trong Phật pháp, Phật giáo hoặc tôn giáo thì thất bại, nhất định là thất bại. Nên giáo dục con người dù cái xã hội có phát triển cỡ nào nó cũng không có xưa đâu. Nếu như mà nói giáo dục là xưa vậy thì loài người này là cái gì? Nếu loài người mà không tiếp nhận giáo dục thì loài người này sẽ hung bạo còn hơn là con cọp, con sói nữa. Tại vì con cọp, con sói nó có thể ăn thịt người ta, một người. Nhưng con người nếu thiếu đi cái đạo đức, thiếu đi cái tâm thiện, thì con người một ý nghĩ của họ có thể giết hàng loạt người, có thể hại hàng loạt người. Họ có thể bán hết tất cả đạo đức để họ có tiền. Họ không cần gì cả, ai khổ mặc kệ. Họ chỉ cần có tiền được rồi. Họ chỉ cần gom đủ, họ tìm chỗ nào họ chạy trốn đến chỗ đó họ xài. Còn mặc kệ ai khổ, mặc kệ người ta. Đó là gì? Đó là một hành động gì? Quý vị nghĩ cả đời ăn không? Cả đời ăn nổi không? Cả đời ăn tiền người ta vậy sống nổi không? Nếu như nghe được giáo dục thì con người mình sống luôn luôn đặc biệt. Vừa có tiền, vừa có danh, vừa giúp được người, làm bao nhiêu việc ý nghĩa luôn. Nên những đức dạy cho các cháu nhỏ này sau này lớn lên, các con nếu có cương vị, các con nắm bắt cương vị để làm gì? Không phải gom tiền trong khoảng thời gian cương vị, mà là trong thời gian cương vị làm những việc cần phải làm, lợi ích cho người ta. Càng làm tốt chừng nào, có khi cương vị càng được cao chừng này. Có khi qua cái nhiệm kỳ người ta còn bầu thêm nữa. Tại vì sao? Vì mình làm tốt quá, nhân dân người ta bầu mình, ai cũng ủng hộ mình thì tiếp tục thêm nữa. Đó gọi là thông minh. Các con nhớ nha, đây là những đức dạy con nít đó. Thật sự mà nói Bác Hồ rất là chú trọng cái việc dạy con nít. Tại vì con nít là mầm non của đất nước mà. Nếu như mà dạy chỗ này con nít thì nó càng sống càng. Mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này, Phan hay nói hai chữ giải thoát. Chúng ta ai cũng cần trong cuộc đời này, giàu, có danh, có điều kiện, ai cũng thương yêu mình. Làm đi, có tất cả liền quý vị. Những đức từ khi học Phật tới bây giờ, rõ ràng nè, là bản thân của những đức là có nhiều, có tất cả nè. Những đức ngoài đời, những đức không có gì, chứ không được ai thương yêu hết. Tại hư mà ai mà thương. Rồi nói lời giả dối ai tin. Rồi ăn nhậu bê tha, ta nhìn thấy gớp, đúng không? Vậy thì con người hư như vậy mà Phật pháp có thể luyện con người này lại. Và con người này cũng nói rõ ràng ngày xưa họ hư vậy luôn. Vậy mà vẫn có người đi theo học à. Người ta nhìn là nhìn cái gì? Người ta nhìn là ông vấp ngã mà ông đứng lên được á. Hiểu chưa? Nên cái quyển sách nào mà mình đọc á, mà cái người viết sách đó, đó mở bài về cuộc đời và nói những điều họ đã từng thất bại, họ vấp ngã rồi họ mới đứng lên và thành công, quyển sách này nên coi. Quyển sách này nên coi. Nó còn quyển sách nào mà mình coi mà người ta nói toàn là sự thành công, sự ảo quyền, sự thành công rực rỡ mà không nhắc gì sự thất bại, thì quyển sách này Phan hả coi. Phan hả coi quyển sách này. Vì sao? Bất cứ một người nào thành công mà muốn tồn tại lâu dài là mình phải có những thời gian bị vấp ngã và thất bại. Sự thất bại vấp ngã đó là một sự kiên cường đứng lên để đi đạt đến chỗ thành công và vững chắc. Như một đứa con nhà giàu
Mà nếu như đứa con này nó nằm trên đống vàng, nó ăn không ngồi rồi, của cải cha mẹ để lại cho nó, rồi nó cầm của cải đó để nó phát triển sự nghiệp thôi, thì ông chủ này là một ông chủ chưa chắc cứng cỏi. Đời cha thì từ khổ mà đi lên thì cứng cỏi, nhưng đời con nằm trên đống vàng thì là một con người yếu đuối. Sự nghiệp này chưa chắc được tồn tại, theo một con người này không yên tâm. Vì sao? Góc độ kém, chưa có trải nghiệm cuộc đời, chưa chịu khổ đau, thì theo con người này lo lắm. Và những con người, đa phần những con người như vậy là những con người gì? Là những con người thiếu uy tín. Đa phần những con người như vậy là những con người nhút nhát, và những con người dễ đi vào con đường hàng mọn. Đụng chuyện họ dễ bỏ mình. Nhớ nha, những con người mà đã từng trải nghiệm trong cuộc đời khổ đau và sống tự nhiên, họ có một cái nghĩa khí của cuộc sống, có tư tưởng sống, thì dù gặp khổ đau họ vẫn là vững cái tay lái của họ, không bao giờ buông tay. Quý vị nhớ. Còn nếu như gặp những cái người mà giàu từ trong bụng giàu ra, người này rất dễ bỏ mình, đúng chuyện khổ là sẽ bỏ, và họ sẽ dễ bán đứng mình. Quý vị nhớ nghe, người mà đã chưa từng trải trong cái cuộc đời, dù họ phát lên được, họ cũng rất dễ bỏ mình 100% luôn. Nên người bên cạnh những đức toàn là những người những đức phải rèn luyện qua những tư tưởng mình nhận thức được. Còn có những người bên cạnh những đức cũng là cho người này cơ hội, nhưng mà nhìn người này không chung. Thật sự mà nói, nếu như quý vị thành công sự nghiệp trong cuộc đời mà không nhìn được con người thì quý vị cũng rất dễ thất bại. Nên có thể nhìn ra được con người. Có những con người người ta nói chuyện là mình biết con người này không chung. Nên cái người chung thật là người có thể luôn luôn được tồn tại. Quý vị phải nhớ, có đắc dung thân nghe. Chung thật là có đắc dung thân. Đó. Nên chúng ta bắt nguồn từ chữ hiếu thì vợ chồng cũng sống được tôn trọng nhau và hạnh phúc nữa. Tại vì sao? Vì hiếu đạo mà. Vợ tự nhiên sẽ hiếu với cha mẹ chồng thôi. Tại vì từ cha mẹ chồng mà mới có chồng. Thì giờ thương chồng mà không hiếu với cha mẹ chồng, vậy thì đoạn gốc nữa rồi. Chỉ biết thương chồng thôi mà mình quên mất tiêu thằng chồng này ở đâu rồi. Thằng chồng này ở đâu nó ra rồi mà nó thương mình thì. Không lẽ thằng chồng này trong cục đá nó nhảy ra, nó chui ra rồi nó thương mình. Thằng chồng này từ cha mẹ nó nuôi nó ra, sanh rồi nuôi nó cho đi học, rồi nó lớn chồng ngồng, rồi bây giờ mình nhờ mà mình không hiếu với cha mẹ chồng là mình thiếu đạo, là làm dâu con, hiểu không? Rồi bây giờ thằng chồng này thương vợ, mà thương vợ, vợ ở đâu mà thương? Không lẽ vợ tự nhiên nó biến ra cho có cho mình, hiểu không? Bây giờ thương vợ thì phải thương cha mẹ vợ, và thương cha mẹ vợ là lót cái nền móng để vợ chồng hạnh phúc. Thương cha mẹ chồng là lót nền móng để vợ chồng hạnh phúc. Còn đôi vợ chồng này chỉ biết thương nhau mà quên cha mẹ hai bên, vậy thì đôi vợ chồng này khó thể nào tồn tại cái hạnh phúc. Chắc chắn luôn quý vị. Bỏ đi cái nguồn gốc thì thất bại. Qua đời tới con cháu họ là hoàn toàn sai hết. Tại vì nhìn từ cha mẹ mà nó làm theo. Nên quý vị làm việc bận bịu gì bận bịu, nhưng có thời gian nên sắp xếp về thăm cha mẹ lúc còn sống á, chứ đừng có đợi khi chết rồi đi khóc hu hu. Đợi chết rồi mới khóc thì nó thật sự mà nói không có gì đặc biệt. Thêm cái nữa là không có quan tâm ngó ngàng, mà khi mà chết rồi thì cúng mâm cao cổ đầy, cúng linh đình, kêu cha mẹ này món này thèm, món này thèm, món này thèm nè, về ăn đi. Ai ăn? Mình ăn, đem lên cúng một chút mà đem xuống mình cháp sạch nhách, hiểu không? Còn sống rồi cho ăn đi, hiểu không? Cho ăn đi, cho ăn đàng hoàng đi. Ví dụ như cha mẹ mình đi tu, mình ăn chay trường, cha mẹ mình không có tu ăn mặn, mình cũng lo đồ ăn cho đàng hoàng. Bổn phận làm con là cái trách nhiệm phải vậy rồi, chứ không lẽ nói thôi con lấy đồ ăn mặn cho ăn rồi con tội thì sao? Không lẽ để cho ông bà chết?
còn tội hơn nữa. Tại vì mình làm con mình phải hiếu với cha mẹ, mình đi ra mình mua đồ ăn ngon, đồ cho ăn, nhưng đừng mua đồ sống thôi, thấy không? Mua cái đồ mà ta mặn rồi, tại vì trách nhiệm làm con phải phụng dưỡng cha mẹ thôi. Nó, rồi mình dẫn dắt đi đến chùa từ từ coi cha mẹ mình có tốt không, có sửa đổi lỗi lầm đồ mà ăn chay trường được hay không, hiểu không? Những điều đó mình nên nhận thức để mình lo cho cha mẹ mình sao phù hợp. Chứ đâu phải mình ăn chay trường rồi cái cha mẹ của mình bỏ đại. Còn mình đi đến chùa mình cúng dường tam bảo, cúng dường cho quý thầy, mà mình lại không có cúng dường cho cha mẹ. Không lẽ mình đợi tính chết rồi mâm cao cổ đầy, mình dọn lên mâm chi à? Chết rồi bó hoa, dĩa trái cây cũng được nữa, chứ ăn cái gì? Nên mình biết đạo mình sống sao cho nó xác thực chút. Còn thí dụ như các cụ trong chùa này, những đức lo là tương đối cụ ổn định hết á. Cụ trong chùa mình thì những đức lo cho mập mạp hết rồi, không có phải ốm o gầy mòn, được rồi. Nó ăn chay khỏe mạnh vui vẻ được rồi đó. Mình làm con mà mình dẫn dắt cha mẹ của mình được đi đến chùa, được tiếp nhận Phật pháp, được sống những tuổi đời còn lại vui. Giống như bà cụ có mắt không, gia đình dưới quê lên đó không, niệm Phật đồ quá trời luôn. Rồi ngày mai đưa lên đài quả táng, từ hôm nay các cụ trong chùa mình mắc là đều có một bài pháp để đứng nói chuyện. Cái duyên phước đó hồi hướng cho mấy bà già. Thấy cái cách đó hay lắm quý vị, rất là hay. Mà bài nói chuyện đó hình như là từ bà Chức ở dưới quê những đức mà hình thành ra. Nhờ bà Chức tự nhiên như đức nói chuyện, như đức thấy được quá, đức làm luôn. Từ hôm nay mấy bà già ở chùa mỗi lần mắc là được nhờ. Được nhờ, Phật tử khắp nơi cũng được nhờ. Đó. Nên mình nên xác thực chút quý vị, chứ đừng có mà đợi đến cha mẹ mất đi. Bây giờ còn sống nè quý vị, ở ngoài đời cái cơ hội quý vị làm được đó. Còn ta vô chùa bây giờ người ta tu rồi thì người ta lo tam bảo rồi, ta làm hết mình ta rồi. Bây giờ nhà đức đọc tên sinh nhật nè: Hoàng Thí Hiền 32 tuổi, Lê Như Ý 32 tuổi, Nguyễn Ngọc Mai 6 tuổi, Cô Liên Tịnh 50 tuổi, Trần Trung Kiên 3 tuổi, Nguyễn Trọng Nghĩa 16 tuổi, Nguyễn Ngọc Lan Anh 16 tuổi, Trần Thị Cẩm Nhung 37 tuổi, Phạm Thị Mỹ Tiên 38 tuổi, Đoàn Thị Thiện Nhân 4 tuổi. Đó, lên đây. Các cô mà đi phát bánh cũng đi vòng vòng phát bánh đi. Cho chúng ta đang ngồi đây nè. Rồi các cô đi phát nước tương cũng đi vòng vòng phát nước tương luôn đi. À bây giờ sinh nhật các con nghe hết trơn ha. Bây giờ tặng heo nè. Đây nè con, cầm chắc cái chừng rớt bể nghe. Với cái máy niệm Phật nè, A Di Đà Phật. Đây à, con trai bữa nay heo dễ thương, cho heo giống hệt hết luôn. Đây nè con trai, đứng nó đi. Đây, đây ai chưa có lại đây heo đây à. Heo quá dễ thương luôn, heo nó cười nè, các con thấy chưa? Cầm chắc nghe con, ở chừng bể nghe. Đây máy niệm Phật nè, lúc nào con cũng nghe máy niệm Phật hết đó nghe. Đây heo đây, ô cầm chắc con, heo dễ thương, cầm chắc cái nè, cầm chắc rớt là bể đó nghe, con làm rớt là bể đó nghe. Nhìn con heo cái là niệm Phật liền. Đây à, đây máy niệm Phật. Đây, ở đây, là đây, ai chưa có là đây. Đây, đây. Ô, con heo con này bự luôn. Heo dễ thương quá. Đây, rồi còn ai không? Bây giờ chúng ta chắp tay niệm Phật 10 câu anh. Cái con cầm heo nghe, đừng có chắp tay gớt heo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi từng lớp đạo làm con xong, chúng ta có cái lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là đặc biệt, rất là lớn. Nên nhờ công đức phóng sanh mà có nhiều cháu mà đi đến đây, có khi cha mẹ nói các cháu bị bệnh hoặc là ăn không ngon, ngủ không yên, thường ngủ ban đêm giật mình khóc này kia. Mà nhờ công đức niệm Phật rồi cái công đức phóng sanh, nghe đạo ở chùa, vậy mà các cháu chuyển được cái nghiệp. Có nhiều cháu đi đến đây lớn lên nó sẽ là bất hiếu với cha mẹ, mà nhờ niệm Phật cái công đức phóng sanh này mà chuyển cái tâm bất hiếu trở thành con có hiếu. Nên cái công đức phóng sanh này lớn lắm. Tại vì mỗi người chúng ta thương nhất là thân mạng, mà con vật nó cũng thương thân mạng, nên mình không giết nó là cái phước lớn nhất trong tất cả các thiện. Cái thiện ăn chay và phóng sanh là cái thiện lớn nhất. Nên các con không có được sát sanh, dù con ruồi, con muỗi, con kiến không được giết nghe. Vì thì các con sẽ có phước, sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Chúng ta đọc tam quy y xong thả mấy con chim này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha.